có khách viết, có khách đem viết. Ngồi gì anh? Hả? Trời ơi trời. Em gái tôi hôm nay ta đi làm ở trên sân bay tâm sinh nhất á. Ôi kìa ai như cô thắm, còn bác nằm ở xa mời về. Gớm người xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám trai là. Hả? Hello các bạn. Trời ơi là trời. Hôm nay mình nấm ức, mình quất ức, mình ngủ không được, mình tức, mình cứ lên Tân Sông hoài, mình nhớ lại cái mình lên Tân Sông mà. Nghĩ sao rồi không đem giang hồ, không đem nguyên đống giang hồ à, hù mình nói anh hùng, anh hùng, anh này anh nọ. Trời trời, giang hồ mới chịu à. Anh hùng mới chịu à. Giang hồ mà gì nè. Mẹ, trời ơi trời nghe. Trời ơi trời, giang hồ thấy ghê à. Giang hồ gì người si cụ e, người si lắc léo à. Ổng mà ăn kẹp mà không la kẹp ha. Là mình mà ổng đó còn quýnh, có người bái đầu một cái là xong kẹo của mình luôn rồi. Bởi vì ông này ông thuốc mình mà chết cọc sườn uống này, ông tàu lao giác chiến này thì ông tàu lao bắt giác. Ông làm nó bức luôn các bạn. Hôm nay mình để kiếm cách á, mình dụ ổng, mình dụ ổng, mình kiếm cách mình dụ ổng, mình cho ổng, mình sẽ làm theo phong kêu mình dụ ổng không thủy này không thủy nọ để mình cho ổng nghe này. Hello các bạn nghe, lé đấy bạn cái bộ kế hoạch này á. Ui trời trời trời, có mì ăn coi cái này thay khổ quá. Chào các bạn kìa. Chào bạn. Hồi xuống mình kêu ngó cứu chợ mình mấy con mì các bạn, cái này tóc ế quá. Tôi nghe ông nói rồi, tôi nghe ông nói là hôm nay cỡ này ông hết tóc ế đó, hôm nay ế không. Mà đánh quay gì vậy? Rồi, tôi có kẹo thơm. Mà giờ thơm mà giờ là ai cũng có lợi cho rồi, tôi bạn tính với ông vậy. Kẹo gì? Ông là ông kẹo thơm. Thơm mà nói không? Trời ơi, tôi cũng buôn bán ấy ổng nè, Tết nhất năm nay bị ba cái vụ đó các bạn. Nên nó ế quá các bạn ơi, mình bán tiệm cũng ế luôn nè. Ông mình nó cũng ế, mai mốt mà hai cái bè khẩu trang hết được rồi, nghỉ hết luôn. Đó, ế rồi, giờ ít ấy ra đường các bạn, nên cho bây giờ là mình cũng tính cái... Ơ Hoàng mà đứng xa xa vậy đây. Đứng 2 mét đó. Vậy ba, ba điên ba. Nhưng mà giờ này chưa đứng 2 mét nên đứng gần chưa nữa. Giờ này chưa mà, trời ơi. Chuyện làm giật mình tưởng chuyện gì đó không trời. Trời ơi, chuyện gì nó lẹ lẹ, trời cho vậy có mì thôi ăn thôi. Em về ăn thôi nó bụng. Chơi gì chơi xinh, bây giờ ông mua mì không? Còn hơn cái này kèo thơm này còn hơn à. Cũng như là tôi mới coi phong thủy. Bây giờ cái vấn đề là nói bây giờ là bán độc quá phải... không thủy nữa bạn. Trời trời, bán độc quá không thủy các bạn. Bởi dân không có trong nghề nên nói chuyện có hiểu quần họ gì đâu. Tóm lại là phong thủy bây giờ một người gái là bán không bao giờ chạy. Tại năm nay ấy ẩm rồi mình mới coi đi phong thủy các bạn. Bây giờ là phải hai người gái. Bây giờ tôi có một mình nè. Mà tôi bây giờ tôi xấu quá à. Người ta chê nên không thu hút khách hàng chứ. Ông có lợi gặp tôi cũng dậu da không chết luôn. Chào. Ông giả gái là đẹp kỳ rồi đó các bạn, mình luôn nói ông giả gái là đẹp mê hồn luôn, đẹp hơn tôi luôn đó. Nên bây giờ vấn đề bây giờ ông giả gái đẹp tao thu hút khách hàng rồi, gạo nước mía muốn độ thỏ luôn các bạn. Nếu mà tôi bán được hàng tới trời, tôi nói chưa nói hết, bây giờ nó tóm lại là bây giờ ông cũng đang ấy ẩm đúng không, ông cũng kiếm tiền kiếm thêm, tôi cũng kiếm thêm, kiếm mì ăn được rồi. Bây giờ nè thu ok, bây giờ nếu ăn được không tôi sẽ cho một thùng mì. Ok không? Một thùng mì với 5 xị. Nếu mà ông trả gái bán mà một buổi tối thì thôi, một buổi tối thôi là đủ giàu rồi. Thiệt hiểu không? Trời trời, cái đẹp mơ, tao lùm lượp gì nè. Thật kỳ quá, lần trước là tôi quê cũng chết và cứng rồi. Không, thì này là tôi binh bộ, tôi trả cho ông rồi. Hả? Tôi trả luôn. Nhớ đồ đầy đủ, xịn sò đàng hoàng. Tốt cha ai nhìn đã tôi cố tình, tôi muốn làm đẹp cho ông, tôi bán muốn cái đẹp mà nếu xấu rồi xong bán được. Trời ơi, căng căng cái quần họ xuống thấy mẹ luôn ở không nó. Các bạn nhớ là chứ không mình ra qua nước mía không bạn. Trời ơi, đến giờ mà ít xẹo mà tưởng đâu là động vật quý hiếm mới xuất hiện. Thì rồi, không có mái tóc giả, nhìn người ta nhìn ra, nhìn đi. Cái chân thì lông không, mới rất là. Thì này có chớ dọ rồi, nhìn không ra đâu, tôi dám bảo đảm. Vậy bây giờ nó tốt lại là bây giờ ông kia vậy thì quá ai. Tôi chỉ dành giả gái thôi, là tôi bán đồ là 5 xị chứ có thùng mì không. Trời. Ông có kèo thơm nào thơm bằng kèo này không? Xuống cái mẹ luôn. Tôi thì nói chung tôi lấy đồng lời vô. Thì tôi là kiếm trai ông 5 xị còn đòi nữa.
người phân nửa, trời giống ông chó ông nội tôi rồi đó. Đổi ông thủy cho bà đó không? Ừ, trời trời, như ở không ông là, coi như là ông ở không ông là phước đi, phước tôi đi. Ok không? Trời trời, trời ơi, chung là chỉ cần giá gái thì ra bán đồ thôi, rồi lập được thùng mì là được, chủ yếu là mình lấy mì. Rồi ok không? Rồi ok. Chỉnh chung cái nhân sắc là đẹp trai, đẹp gái của ông nha. Không ăn tiền cũng khó rồi ông ơi. Trời ơi, là... tôi cũng khó rồi nè. Giờ tôi cứ kiếm tiền cũng đâu phải dễ đâu. Tình cho trời. Tự nhiên này xuống giả gái đang bán phụ quá nó. Trời ơi, đưa sân bay tăng trưởng nhất. Chán là nó cao quá. Trời chán thì cây kim đáng gỗ. nhìn sơ thấy đẹp, nhìn kỹ xấu quá. Nhưng mà mổ trời nhớ lấy đẹp bà cú luôn trời đẹp, mình xấu đẹp. Quá bởi vì mình không thu hút khách hàng, chỉ còn xe ngố thu hút khách hàng thôi phải không? Ai? Có bà thằng đẹp á, đánh chắc ta kèm á. Mình mất tiền đó có bà năm sĩ nùng mày phải không? Ok trời ơi, nó mất rồi, quân tử giấc ngôn rồi từ đó vậy méo rồi. Méo. Mấy bạn làm chứng nha các bạn, năm sĩ thùng mì vì sự nghiệp thùng mì với dáng giả gái bán tiếp quẹo ngố phong thủy cho ông không giả gái tôi không cho ông xuống luôn. Không biết cái này rồi. Thầy ơi trời ơi, tôi thầy bói nó gió ăn tiền đó. Bậy, cùng bông tiền thì chuyện cần tiền, mà nó gắn lại là cái nào mình thấy hợp lý mình mới nghe chứ. Mà tôi giả đã bán không biết chắc ế ăn không hết luôn. Ôi lẹ đó trời, trời ơi trời. Thay đồ thôi văn cũng lâu nữa ba. Ô kìa ai như cô thắm, còn bác năm ở xa mời về. Gương người xinh sao xinh quá, trong ngân trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Giờ giống ăn món xà quan quá xà bông. Khép cái giò vô, trời ơi trời, con gái người ta phải y tứ đàng hoàng con kìa. Ồ, cái này không thấy không, tôi binh cái đôi vớ xịn sò không? Giờ mới ghê chết. Lội cái mái tóc này lên nữa. Thôi, nhìn nó đẹp. Trời ơi, dễ thương quá. Ô nó đẹp kìa các bạn ơi, bình định mình còn kiện nè, nếu mình con trai mình sẽ kêu liền luôn á. Có không hà nội? Có quá trời luôn, tướng cao mình dây đàng hoàng cái giò khép vô ba. Trời yeah. Trời trời của anh hết gì ông nội, cái này đâu có được. Trời ơi trời, tôi giá trai rồi, tôi dư cái này rồi ông giá cái ông kêu cái này ba. Để tôi binh. Dạ. Cô gái xinh đẹp của tôi. Bóng rồi, bóng được hai màu đó, không được màu. Trời trời, bóng hết màu rồi, bây giờ lựa hai màu thì một vú màu xanh, một vú màu. Hay rồi. Con này mình ăn một bóng bóng nha các bạn. Trời ơi trời. Rồi cái này chắc bán rồi, chắc ngồi ăn không hết luôn quá. Gặp tôi chạy tám làng hết. Các bạn thấy mình có đẹp các bạn hay xấu các bạn comment cho biết nha các bạn. Đó mình bị bà Hương Phó là bởi vụ rồi, nó giờ mới khen mình đẹp chứ mình thấy giống có đẹp gì hết trơn. Trời ơi đẹp thiệt. Trời ơi các bạn đang chích giùm tôi, trời ơi ông đẹp hơn mình nữa kìa. Đẹp chứ. Mình gái mà mình còn chưa đẹp bằng ổng nữa. Tình hình này quá đi thi hoa hậu được rồi đó.
Nope. Quá trời ơi. Chùm tung bay hót danh trong bình minh. Trời ba ba. Sương áo hành trường thành. Đấy tự nhiên tôi còn bắt lắc để cho ông ca cái lối tắt bác đấy. Thiệt là giọng ca ông không thể nào chết. Chết chết bà nội ông. Trời ơi, một bình bự bình nhỏ rồi. Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đưa. Chết lời. Trời phải không à? Trời sao mà nó xịn dữ vậy? Phải có thôi. Quay ngang thôi. Trời ơi trời, cái hàng hàng Việt Nam chất lượng. Hay gọi là gì là nghịch tấn công mong phòng hữu nha thôi. Trời ơi, gì bắt đầu. Bán đi. Em bán đi em. Đừng nói chuyện. Em gái về bà Sáu mới mướn em gái về bán đồ cho bà Sáu đó. Đẹp không? Sương ngố ở nhà không có tóc á. Ông không có lên, bữa nay ông không có lên. Rồi bữa nay bà Sáu mướn cô gái đẹp này về bán tiệm cho bà Sáu là được không? Không có lên con ơi. Cái đít bớt ẹo lên đi ba ơi, bớt ẹo. Người ta đẹp mà cái gì á? Cái gì vậy? Cái đít bớt nè. Bà Sáu. Em này, em của bà Sáu. Em của bà Sáu nè, bà Sáu Hiếu nè. Hả? Gì vậy? Có gì em? Dạ chị ơi, bán cho em là
bị đau ấy, giờ còn chà hết đau rồi, được không? Bị giờ đó, bị giờ hết đau rồi. Trời ơi trời. Lỗ nào đâu? Cái này chị. Rồi lấy đi. Nhiêu chị? Nhiêu? Tám chị. 8,000 em ơi. Ok chị luôn. Trời thấy dây luôn không? Thấy à? Có bo không? Trời ơi trời. Bo mẹ ra chết. Bởi vậy em chưa dứt sữa. Ganh lăng mà. Nè. Vậy với chị. Anh đồ đây. Mua gì à em trai? Chị nãy. Trời ơi trời, đau lòng vậy. Em cho bán đồ em ơi. Trời ơi trời, bữa nay mất giá gì vậy? Bán đồ nha. Bán đồ chị. Trời ơi, mua gì em? Em mua cái này nè chị. Ôi, ước chị có chị nè đẹp như vậy. Trời ơi, vậy đó. Sắc quá. Mấy ngàn. Cái nào? Đó. Nó bó 3,000. Cảm ơn em trai nha. Ok. Nó là ủng hộ, nó là nó là chịu bán ở thường xuyên đó. Ở đây là mua. Đúng rồi đó. Bữa nào em xuống đây mua. Đó. Không? Cảm ơn trai nhiều. Ba chị đẹp như vậy nha. Bye bye. Bye. Trời ơi, trứng à. Bói lớn rồi, là người đẹp chim tước. Thấy không? Ôi quán. Hỏi chị tôi mới mướn đâu, không mướn thì làm gì? Trời trời, tôi thu hút khách hàng chứ. Trời ơi trời, ông xin ngố các bạn. Trời ơi, tết cung á, mà lớn mà nó còn mê gái nữa kìa. Trời ơi, nhìn đẹp gì nữa thấy không? Bởi vì giống mấy bóng xà bàn, bóng xà bàn đâu? Trời ơi, nó nhìn đâu ra đâu thấy không? Không có xà bông, có tôi bán xà bông. Ôi bữa này nó tắt quá. Bán đồ. Bán đồ, có khách VIP, có khách đem VIP. Mua gì vậy anh? Hôm nay sao mà hối thiếu ốm em gái đẹp quá ta? Trời ơi trời. Em gái tôi đang ta đi làm ở trên sân bay Tân Sơn Nhất á. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Sài Gòn mới về. Em gái tôi đó, thấy đẹp không? Anh nói cái gì? Anh rồi thấy em ở đây luôn quá à. Bán cho buổi sáng là bán cho 50 cũng được nghe. Trời ơi trời. Bữa nay em gái tôi quán mồ cô bị cô nhiều quá rồi. Cái ông ta ở đẹp có khác. Từ từ đi, anh thấy em đẹp nó chỉ chứ mà. Anh đi dài gần đi không? Nhà anh cũng gần đây hả? Anh dịch quá, anh trốn đang kiếm gái nè. Vợ nè, thấy đẹp quá trời, chịu em quá à. Trời ơi, để anh dịch ra đây gà không anh ơi. Damn. Dạ, anh giàu lắm, đừng lo. Mà anh mua gì nè? Từ từ đi, anh mua mà, thì nói chuyện với anh giúp đi rồi mua. Trời trời, lật này đại gia, thật tôi là tôi chịu liền luôn. Trời ơi, đại gia mà, trời chạy xe xử. Chị nói chuyện nữa kìa, vợ đi chơi, vợ đi chơi luôn nè. Em tôi chịu rồi nè. Em đi chơi nha. Giờ không chịu không, tôi gả em tôi luôn cho. Chịu đâu luôn. Chịu. Mà phải có. Có. Chịu tốt à. Có đẹp không? Đẹp, trời đẹp mà. Đẹp hơn tôi đúng không? Đẹp hơn nhiều, đẹp hơn. Wow. Năm sáu dài luôn rồi. Chịu anh chở đi chơi nè. Giờ nghỉ vào đầu luôn rồi, thôi tại vì em mới xa lạ được là cái lạ gì em từ từ cũng quen hả à. Chứ lại sao cũng quen hả à. Mới về đây em không biết gì hết trơn, từ từ cũng biết hả à. Em càng sợ đi rồi. Trời anh hiếu gói là biết anh gần mà. Trời ơi trời, ông mày là nhà ha, nó mày nó trời. Không chịu ở đây luôn, không về luôn đó. Nghỉ mua đồ đó. Gì vậy anh? Thiệt. Em ngứa đầu quá.
mà Hiếu muốn làm sao làm cho làm ai cho tôi được nha. Không được tôi không về đâu, tôi ở đây luôn. Vô đây anh chờ em chút nha. Anh Đức em chờ em đi đâu nha. Vô đây ông không quay là ông đợi tôi một chai. Tại vì ông hợp đồng. Hợp đồng một chai. Hợp đồng như vậy nhưng mà ông phải đợi một lần ngay. Bây giờ một chai. Giờ chịu không mà không chịu là phải đợi luôn một chai. Bây giờ nó tốt lại là một chai. Như vậy tôi ra tôi bán đồ cho ông nào cũng đi rồi hả? Ừ, tụi bây giờ tôi tăng lương lên là một chai. Tôi nếu mà ông bán từ đây tới xong tầm tới 9 giờ thì là một chai với một thùng mì. Còn bây giờ ông nghĩ ngang là ông đền cho tôi một chai rồi. Đi mình luôn. Bây giờ má mà làm sao mà ông làm sao mà cho ông không biết là ông là con gái rồi, phải không? Ông mà bể ra là ông thua tôi nó ngang hôm trước nha. Ok không? Dạ. Trời. Em đi uống cà phê nè đi không? Anh chở đi. Thôi rồi. Nói gì dân này cũng nào quá cà phê nhóc luôn nghe. Em xong má. Có anh mà ma nào dám là dám đó. Trời ơi trời. Anh nói em vậy cho em nhé. Nhắc gì mà nhắc nữa. Anh mua oxy ra oxy hành. Không, anh thấy em là ngày mà chắc quá. Nè anh mua sữa rửa tắm đi, lại bò diệt khuẩn. Anh thơm lắm rồi, em cần nguyên sữa tắm đâu. Trời ơi, gì anh cũng nói được trơn anh. Nghe mà tôi muốn xèo. Em không có xài điện thoại. Giờ anh đi chở em đi mua điện thoại cho em xài luôn nè. Mua gì đi anh ơi. Giờ mình chở em đi. Anh mua chào đi anh. Chào ế nhóc hết trơn nè ông nội ơi. Chào này mà được. Thằng hủ thằng chào là hết đường chó thị đó nha. Anh ăn vương. Mất vuốt nè. Món tôm nè. Món miêu nè. Chịu anh đi, chở đi nè. Giờ xin giờ mặn ngày nay nhiêu anh trả cho. Ôi, đừng nói luôn anh ơi. Trời nói đại đi. Giờ bà hiếu nói cho chẳng hay này chơi nha, bữa nha. Tôi cho phép luôn. Gì sao tôi lo? Điều kiện là phải có mày lỡ cho tôi nha. Ừ, hại gì sao tôi lo? Thôi, để lỡ, rồi, cho phép luôn. Đi mà. Thôi anh này rồi. Anh đang quay xe nha, đi. Anh sổ sàng, có mới gặp người ta. Anh thấy này có chuyện nổi. Anh biết là chỉ có ghệ gặp cho anh chở đi chơi cho anh ăn Tết nè. Tại sao tay chết đi? Trời ơi, hết rồi. Ôi. Trời ơi, hàng cắt lúa anh ơi. Vậy mà em nói em đi thành phố mới về. Một chai. Hả? Lo hết. Chai cũng lo hết trơn á. Nhà thành phố nhưng mà em ở gần vùng nông thôn. Ở đó là chim chuột còn nhiều lắm anh ơi. Giờ với anh đi anh coi trước, khỏi làm gì trơn á. Ở không làm chủ rồi, kiếm tiền nhiều không? Damn! Mà... trời ông nội đó ông hơn dê cụ nữa. Ông là cũng dê hay gì ông dê chứ là trời. Dê gì? Ông là những gái mà đẹp người ta mới dê. Trời ơi phải xấu rồi người ta không thèm dê như tôi có ai dê đâu. Sáp sáp lại tôi hoài tôi hé ớt tôi nói da gà muốn chết. Ông nội ơi. Trời ơi. Da gà giờ tôi không biết mà giờ là ông thua rồi. Bây giờ nói tóm lại là giờ ông thua ông nếu mà ông ấy thua. Làm gì vậy trời? Thôi nè tôi về. Không. Ông về. Một chai. Chà.
vậy? Ông bỏ cuộc là tao tôi nói rồi nha, nếu mà ông chịu thua là một chai, đưa một chai đây. Nè, không, về luôn, thiếu luôn đi. Giờ mời chai nó cũng thiếu nữa, nè, trả lại đó.